Ví như mình hồi hướng chi phước cho chúng sinh cộng nghiệp tới làm con của mình có được không thưa sư? Như tôi xin chi phước này cho chúng sinh sẽ cộng nghiệp tới làm con của tôi có đầy đủ căn, đầy đủ trí, vân vân. Như thế liệu có được chăng? Vì có nhiều đứa trẻ sinh ra thiếu phước sẽ bị căn không đầy đủ, tật nguyền hoặc khiếm khuyết. Như thế học đời còn khó, huống gì biết đạo. Mình để sẵn phước ở đó cho con cái sẽ đến, nếu lỡ chúng sinh đó thiếu thì bù sẽ vừa đủ để khỏi phải bị khiếm khuyết. Thưa quý vị, một trong những cái điều kiện mà mình có thể hồi hướng ha, là chúng sanh đó phải hay biết. Và chúng sanh đó sanh vào cái loại mà có thể nhận lãnh được cái phước đó, thì mới được, chứ không phải là mình cứ muốn là được. Tức là nó có cái quy luật của nó, mình muốn làm cái gì mình cũng phải theo quy luật của nó thì mình mới làm được. Mà quý vị biết là cái kiểu chúng sanh mà nhìn xuống để xem người mẹ của mình á, người mẹ tương lai của mình là chỉ có cái dạng Bồ Tát thôi nha, Bồ Tát Chánh Đẳng Giác á. Trước khi mà Ngài hạ sanh xuống thai bào thì Ngài mới quán xét xem á, là cái người mà sẽ làm mẹ của mình á, là họ như thế nào. Chỉ có cỡ Bồ Tát. Mình thì không có cái cửa đó đâu, cho nên là mình muốn thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà nó như vậy nè, là nó có một vài sự ảnh hưởng của giữa mẹ con với nhau, thì sẽ có một vài sự ảnh hưởng do cái sự cộng nghiệp. Ví dụ như Ngài Sariputta, thì khi mà Ngài ở trong thai bào á, thì bà mẹ của Ngài á là bỗng dưng trở thành cái người thông minh lạ kỳ, coi như là cả trong cái dòng tộc là không ai có thể làm lại bà hết. Bà giỏi lắm, tự nhiên bà thông minh một cách kỳ lạ, là do bà hưởng ké cái phước của Ngài Sariputta. Đó. Hoặc như là Ngài Sivali, thì mẹ của Ngài á, là bà Suppawasa đó. Khi mà bà mang thai Ngài Sivali thì cái phước vật chất của bà tự nhiên nó trổ đầy. Bà không bao giờ bà biết đến cái cảnh là hết thiếu thốn, bà không bao giờ bà biết. Bà cho người ta đồ ăn á, mà ở trong chú giải pháp cú mô tả là bà chỉ cần bà chạm tay vào trong cái nồi thôi, thì cái đồ ăn đó cho dù có cho bao nhiêu người cũng không bao giờ vơi. Là do bà hưởng ké phước của Ngài Sivali. Rồi nhưng mà cũng có khi mà một cái nữa là khi mà Ngài chuẩn bị bà chuẩn bị bà hạ sanh á, là bà đau bụng đẻ. Bà đau đẻ và bà sanh không được. Đau ghê lắm, đau để coi nhớ là như là Ngài mang thai Ngài Sivali là 7 năm 7 tháng lẻ 7 ngày. Trong 7 ngày cuối bà đau bụng đẻ ghê lắm. Mà bà tưởng là bà chết không. Thì đó là cũng là do bà cộng nghiệp với Ngài Sivali. Cho nên là mẹ con là có sự cộng nghiệp với nhau. Hoặc như trường hợp đệ tử Ngài Sariputta, là có một vị đệ tử là từ khi mang thai của Ngài á, là cả một cái sống chài là nghèo, coi là nghèo kiết xác, đi là không có làm ăn cái gì hết, mới chia ra một nửa ngôi làng. Thì cái nửa ngôi làng nào mà có Ngài á, là nửa ngôi làng đó là nghèo kiết xác. Người ta cứ chia suốt như vậy, chia ra phát hiện ra cái nhà của vị này, thì mới đuổi bà mẹ đi. Bà mẹ lúc ta mang thai, thì từ khi mà bà mang thai Ngài là Ngài, bà không biết no là cái gì, bà luôn luôn sống trong cái sự đói khát, mà chết thì không chết được, nhưng mà đói ghê lắm. Tới hồi đẻ Ngài ra đó thì cũng vậy, cho tới hồi mà bà bỏ Ngài nha, thì
tự nhiên là ăn uống lại bình thường, đi làm lại bình thường. Chứ còn khi mà có chung ở chung với ngài là bà nghèo, coi như là nghèo chịu không nổi. Cho nên á, mẹ con là sẽ có cộng nghiệp với nhau. Thành ra quý vị muốn con của mình á, là một cái người có đầy đủ căn, đầy đủ phước, đầy đủ trí thì quý vị phải tu, phải giữ giới. Sư có lời đề nghị giữ tám giới nha, trừ những, nó hơi kỳ nha, giữ tám giới trừ khi á, người phụ nữ mà cái người mẹ đến thời kỳ có thể thụ thai thì mới đến gần gũi với người chồng để có con thôi. Còn ngoài ra những ngày còn lại thì phải giữ tám giới. Hỏi có làm được hay là không? Mà người ta sư nói nó kỳ chứ người ta thích ăn chay hơn thích giữ giới. Tại ăn chay nó dễ chứ giữ giới nó khó ghê lắm. Trong khi đó giữ giới mới hiệu quả nha. Giữ giới mới hiệu quả. Nếu như nhắm mình giữ không nổi tám giới thì giữ năm giới. Nhưng tốt nhất là giữ tám giới. Muốn con mình sanh ra là một đứa có phước thì giữ tám giới giùm sư. Như là trường hợp bà Mahamaya, bà muốn mà nguyện mà cái đứa con của bà là như là cỡ Bồ Tát á, là bà phải tu dữ lắm luôn, nói bà phải tu dữ lắm luôn, mà bà là bà giữ tám giới, thành ra là nếu muốn ha, thì giữ giới. Chứ còn mà cái kiểu hồi hướng phước, cái kiểu mà quý vị mong muốn á, thì nó không có cơ sở. À, không biết Đại Đức Tuệ Tường có ý kiến gì hay không? Bởi vì có thể là Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn khác, không đồng ý với sư thì sao? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, nói thật quý vị thì cái phần mà trả lời Đức Hạnh Tuệ thì nó thật sự nha, tôi hoàn toàn đồng ý. Này không phải này nó rõ nha, không phải là live stream chung mà rồi ai vua theo nha. Cái này quan điểm siêu rõ ràng, cái nào mà không đúng thì phải cần phải cũng như là mình giống như hiệu đính lại đó, mình cải chính lại thôi. Nhưng mà thật sự là đúng thưa quý vị, bởi vì sao? Đức Hạnh Tuệ có nhấn mạnh về cái năng lực cộng nghiệp á, khi mà mình nói là đó là con mình hay là đó là cha mình, mẹ mình. Quý vị phải lưu ý điều này, cái câu chuyện mà Đức Hạnh Tuệ kể về đệ tử ngài Sa-đu-bát Tá là ngài Lô Sa Cát Tích Xá, quý vị hãy lưu tâm nha. Tụ chung á, tụ chung câu hỏi này á, cái phần mà trả lời nó cũng tương tự với câu hỏi trước vậy. Có nghĩa là quý vị muốn có được cái người con theo như ý mình muốn, hay là nó rộng hơn là có được cái người quyến thuộc của mình đó đồng hành mình trên cái đường sinh tử luân hồi. Ở đây sư xin nói về khía cạnh mà người có chánh kiến nha, có chánh kiến, có cái sự ý thức sinh tử luân hồi. Còn một cái đối tượng á, mà cũng muốn có cái sự mà luyến ái á, cái người này nè làm con của tôi, làm cha tôi, làm mẹ của tôi trong kiếp sau, trong những kiếp sau nữa gắn bó nhau, thì cái khía cạnh đó lại sư không không có nói, đó là luyến ái, nó sẽ dẫn đến nhau sau sự đau khổ. Ở đây á, thì sư xin nói rõ hơn về cái quan điểm mà Đức Hạnh Tuệ nói vị với vấn đề giữ giới là nó có cơ sở. Thưa quý vị, cơ sở thế nào? Nếu quý vị là Phật tử mà thuần Nam Tông á, thì quý vị có đi đến chùa bởi vì sinh giới á, thì khi mà quý vị sinh ngũ giới hay là bắt hay là tám giới xong á, thì chư tăng á, thường sẽ có cái lời mà gọi là giống như cảnh tỉnh, hay là lời chúc cho quý vị có chữ tiếng như sau: tất cả các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Thì có cái vế hai á, cái vế hai thì người thắc mắc là tất cả chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, thì nhiều người thắc mắc là giả sư theo con hiểu á, là giữ giới á, là đâu có làm ra cái tài vật đâu, tại vì bố thí mới làm ra tài vật, tại sao mà lại giữ giới mà lại giàu sang được tài vật? Thưa vị, có lý do. Thưa vị, nếu vị là người không giữ giới thì quý vị sẽ bị năm cái kẻ thù này nè, nó đến thăm quý vị, đến thăm hỏi quý vị là trên, nghĩa là phải nói rõ nha, quý vị không giữ giới nha, năm cái đối tượng này nè nó sẽ đến thăm quý vị thường xuyên
trong cái hành trình sinh tử luân hồi của quý vị, chứ không phải là đến thăm trong kiếp này đâu. Đó là thứ nhất, đó là nước lục phá hủy của cả tài sản. Thứ hai là lửa cháy thiêu hủy của cả tài sản. Thứ ba là kẻ trộm cướp chiếm đoạt của cả tài sản. Thứ tư là cái người cai trị quốc, cái người cai trị quốc độ của quý vị chiếm đoạt tài sản của quý vị. Cái thứ năm mới quan trọng nè, mà Đức Thánh Tuệ nói coi bà sư dẫn chứng, là con cái hư đốn làm tiêu tan của cả tài sản. Cho nên cái việc giữ giới, cái việc giữ giới mà liên quan đến cái vấn đề quý vị có cái nguyện á, có đứa con theo như ý mình, cũng như là nó có hiếu, nó có hiếu hạnh nè, nó có chánh kiến nè, đó nói chung là hai vấn đề thôi, là rồi nó thông minh nữa, thì nó liên quan tới cái chi giới quý vị rất là nhiều, nên quý vị cần phải lưu tâm. Một lần nữa trước khi kết thúc cái câu trả là cái câu trả lời này, thì sư cũng muốn nhắn gửi quý vị là thôi thì mình thực tế chút xíu, là để mình mong có một đứa con theo như ý mình muốn trên cái đường sinh tử luân hồi. Xin nhấn mạnh rõ nha, có một đứa con nó đồng hành với mình, hay là quyến thuộc mình, đồng hành mình trên đường giải thoát sinh tử luân hồi, chứ không phải là có nhau trong sinh tử luân hồi để rồi làm khổ nhau, làm khổ qua làm khổ lại. Thì quý vị nên chăm, một lần nữa cũng phải nhắc lại, đặc biệt là giới, đúng không? Và kèm đó đi kèm đó, như sư nói đó, là các phước khác, đặc biệt phước vật, phước vật phước trí. Còn cái phần chi giới á, là nó cũng dạng thí, như vậy gọi là vô úy thí, nếu bị giữ giới gọi là vô úy thí, gọi là bố thí, sự không sợ hãi như khác. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi. Chúng ta qua phần